Sáu ngày sau, Đức Giê-xu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-xu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê và một cho ông Ê-li-a. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ, Đức Giê-xu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-xu mà thôi. Kính chào bà và anh chị em, hôm nay là ngày 6 tháng 8. Cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Dung, là Chúa biến hình trên núi. Trong tin mừng nhất lãm, nghĩa là tin mừng theo thánh Matthew, Marco và Luca, đều tường thuật lại biến cố này. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe theo thánh Matthew, được thánh Matthew kể lại ở chương 17. Trong tin mừng Marco và Luca, thì hai tác giả tin mừng này tường thuật lại biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi ở chương 9. Thưa bà và anh chị em, trong tin mừng Matthew, nếu chúng ta để ý chúng ta đọc, thì trước đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu biến hình này, thì Chúa Giêsu đã loan báo cho các tông đồ về cuộc khổ nạn của người sẽ phải trải qua. Và sau cuộc biến hình này, lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó của người. Lần thứ nhất Chúa Giêsu loan báo về cuộc thương khó của người, các môn đệ không chấp nhận được, bởi vì lúc này ở trong đầu của các môn đệ, của các tông đồ, những người đi theo Chúa chưa hình dung ra rằng và chưa biết rằng thầy mình phải trải qua cuộc khổ nạn, phải chết rồi mới phục sinh. Mà khi ấy các môn đệ, các tông đồ đang còn nghĩ rằng theo thầy Giê-xu, Ngài sẽ giải phóng dân tộc của mình khỏi nô lệ của người La Mã, của người Roma, và nhờ đó mình cũng được làm chức này chức kia. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã loan báo về cuộc khổ nạn Ngài phải trải qua. Và trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu đã dẫn Phê-rô, Gio-an và anh của Gio-an là Gia-cô-bê tách riêng ra lên một ngọn núi, và nơi đó áo của người trở nên trắng tinh như tuyết, hình dáng của người biến đổi. Kính thưa ông bà và anh chị em, cuộc biến hình trên núi của Chúa Giêsu đã cho những môn đệ thân thiết nhất của người nhận ra vinh quang, vinh hiển của người. Và nhờ đó, những người môn đệ này, các tông đồ này có sức mạnh được củng cố lòng tin, tiếp tục lên Jerusalem cùng với thầy của mình, và nơi đó thầy của mình sẽ chịu đau khổ, chịu chết và sẽ sống lại. Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê khi thấy thầy của mình biến đổi hình dạng đàm đạo với Mô-sê đại diện cho lề luật và Ê-li-a đại diện cho các ngôn sứ thì vui sướng quá. Lạy thầy, ở đây thì thật là tốt, xin được làm ba cái lều, một cho thầy, một cho Mô-sê và một cho Ê-li-a. Nhưng kính thưa bà và anh chị em, cùng với lời mời gọi của Thiên Chúa Cha từ trời, các môn đệ, các tông đồ Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê
phải cùng với Chúa Giêsu xuống núi để tiếp tục hành trình lên Jerusalem. Để những tông đồ thân thiết của Chúa Giêsu này hiểu rằng phải trải qua đau khổ, con người là Đức Giêsu Kitô phải trải qua đau khổ thì mới tới vinh quang, phải qua khổ giá mới tới phục sinh. Cùng với toàn thể hội thánh, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Dung, lễ Chúa Biên Hình. Xin cho mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin của mình, với biết bao nhiêu bận rộn, biết bao nhiêu lo lắng, lo toan ở trong đời sống, trong tư cách cá nhân, gia đình và cộng đoàn của mình, xin cho mỗi người chúng ta cũng được cùng với Chúa Giêsu chiêm ngưỡng vinh quang của người trong đời sống đức tin của mình. Có những lúc chúng ta xin cho mình được ở cùng với Chúa Giêsu, ở riêng với Chúa Giêsu để thấy vinh quang của người mà tiến bước trong hành trình đức tin này. Khi ấy chúng ta hướng về trời cao, nơi ấy chúng ta sẽ có một cuộc sống đích thực, một cuộc sống mà chúng ta gọi nôm na là nơi thiên đàng, được kết hợp với đấng mà mình tôn thờ là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa của chúng ta. Nhưng thưa ông bà và anh chị em, xin cho chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta phải cùng với Đức Giêsu Kitô xuống núi để chúng ta chu toàn nghĩa vụ mà Chúa trao phó cho chúng ta trong đời sống của mình. Chúng ta phải sống cuộc sống này với tất cả những bổn phận mà Chúa trao phó trong ơn gọi của mình, trong vị trí của mình. Chúng ta phải chu toàn với gia đình của mình, với những người thân yêu của mình, với quê hương đất nước dân tộc của mình. Biết bao nhiêu vấn đề chúng ta không được chạy trốn, không được chạy trốn, không được chạy trốn, không được thờ ơ và lãng quên tất cả những điều mà chúng ta được mời gọi phải chu toàn, phải bước qua khổ giá mới tới vinh quang. Chúng ta phải chu toàn nhiệm vụ mà Chúa trao phó trong tư cách là Kitô hữu, trong tư cách là một người con dân của nước Việt. Chúng ta phải chu toàn những điều đó thì chúng ta mới được cứu độ, chúng ta mới được sự sống đại đại. Chúng ta không thể quên lãng, không thể chạy trốn, không thể làm ngơ, coi như không có những vất vả, coi như không có bổn phận, coi như không bao nhiêu công việc những khó khăn, chạy trốn. Không được, không được. Xin Đức Giêsu Kitô là đấng đã biến hình chân núi để bày tỏ vinh quang của người cho các tông đồ thân thiết, để nhờ đó các tông đồ có sức mạnh để tiến bước vào hành trình lên Jerusalem, bước vào cuộc khổ giá cùng với thầy của mình. Xin Đức Giêsu Kitô cũng cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được vị ngọt vinh quang nơi Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, để nhờ đó chúng ta có sức mạnh chu toàn nghĩa vụ mà Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta trong ơn gọi cụ thể của chúng ta. Chúng ta đóng góp phần mình vào việc xây dựng gia đình của mình, cộng đoàn của mình và xã hội của mình, để nhờ đó nước Chúa được trị đến. Cảm ơn ông bà anh chị em, và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau.